và lui được đặt trên đại lộ Nguyễn Văn Huyên. Không phải ngẫu nhiên mà tập đoàn Tân Hoàng Minh lại lựa chọn đặt dự án khu đất này, với tầm nhìn phát triển dài hạn, khu vực này sẽ trở thành trung tâm hành chính mới của thủ đô Hà Nội, vị trí đón đầu tương lai. Trung tâm hành chính mới của thủ đô Hà Nội. Tại Hà Nội, trung bình mỗi năm đang tăng thêm khoảng 200.000 người, đây là sự gia tăng tất yếu của quá trình thu hút đầu tư, phát triển kinh tế. Tuy nhiên sự gia tăng này đang gây áp lực lên hạ tầng làm nảy sinh những vấn đề về an sinh xã hội trước thách thức đó. 10 năm qua, được sự phê duyệt của chính phủ, Hà Nội đã triển khai mở rộng địa giới hành chính và 8 năm thực hiện quy hoạch chung xây dựng thủ đô đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 và đến nay, Hà Nội đã khoác một diện mạo mới, xây dựng được hệ thống hạ tầng xã hội và kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, phát triển kinh tế kết hợp với gìn giữ văn hóa, lịch sử, đáp ứng nhu cầu phát triển của giai đoạn mới hiện nay. Trên cơ sở đó, một trung tâm hành chính mới đã được hình thành, tách rời khỏi khu vực phố cổ, trung tâm văn hóa, trung tâm hành chính cũ, không chỉ giúp giảm tải áp lực hạ tầng, dân số tại thủ đô mà còn giúp tập trung hóa, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền. Đây là xu thế đã có và thành công trên thế giới điển hình như Malaysia với thành phố Putrajaya cách Kuala Lumpur 30 km, hay Hàn Quốc với thành phố Sejong cách thủ đô Seoul 120 km. Giờ đây được gọi là trung tâm hành chính mới. Gần đây. Ai Cập cũng công bố sẽ chuyển các cơ quan nhà nước đến thủ đô hành chính mới, cách Cairo 45 km. Tại Hà Nội, quận Cầu Giấy và khu vực Tây Hồ Tây là những minh chứng điển hình cho sự phát triển vượt bậc bởi sự hoàn thiện về hạ tầng đô thị với nhiều công trình đô thị mới cũng như nhiều tuyến đường huyết mạch như Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Văn Huyên, Võ Chí Công. Đây cũng là những khu vực có quỹ đất rộng, được quy hoạch bài bản và tập trung nhiều bộ ban ngành quan trọng của thành phố như Bộ Nội vụ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khu liên cơ hành chính tập trung của 8 sở ngành của Hà Nội. Chính sự phát triển của trung tâm hành chính mới đã, đang và sẽ tạo lực đẩy cho sự phát triển chung của khu vực như cơ sở hạ tầng, kinh tế, dân số và cả giá bất động sản. Chính vì lẽ đó, bất động sản trong khu vực này ngày càng được nâng tầm vị thế và tăng giá trị, thu hút được nhiều sự quan tâm. Vị trí đón đầu tương lai trong một nghiên cứu và báo cáo được Savills công bố gần đây thì yếu tố vị trí địa lý vẫn là tiêu chí được đặt lên hàng đầu đối với người mua nhà Việt Nam giá trị bất động sản luôn tỷ lệ thuận với tọa độ địa lý. Vị trí càng đắc địa thì dự án bất động sản càng trở nên đắt giá. Thực tế tại Việt Nam cho thấy, vị trí là yếu tố đầu tiên và có sự ảnh hưởng tổng hợp tới hạ tầng, giao thông, an ninh, cảnh quan của bất kỳ dự án bất động sản nào. Chính vì vậy, lựa chọn những dự án có vị trí thuận lợi luôn được quan tâm và đặt lên hàng đầu. Tọa lạc trên đại lộ Nguyễn Văn Huyền, D. Palais Louis hiện đang sở hữu vị trí đắc địa tại khu vực trung tâm hành chính mới của thủ đô. Đây là một trong những con đường đẹp của Hà Nội với không gian thoáng rộng đảm bảo giao thông kết nối thuận tiện mà vẫn không hề ồn ào. Xô bồ với không gian xanh ngắt của công viên rộng lớn, hồ nước trong lành xung quanh. Kể từ 10 năm trước, khi quyết định xây dựng công trình này, chủ đầu tư Tân Hoàng Minh đã sớm nhận ra một tương lai sán lạn cho mảnh đất này. Với tầm nhìn xa trông rộng, Chủ tịch Đỗ Anh Dũng của Tân Hoàng Minh đã đặt công trình tâm huyết nhất của mình tại vị trí đắc địa này. Những cư dân tương lai của D. Palais Louis sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ vị trí của dự án. Nền tảng quy hoạch cơ sở hạ tầng hiện đại giúp di chuyển dễ dàng tới bất cứ khu vực nào của thành phố, rút ngắn thời gian di chuyển vào khu vực trung tâm hành chính cũ, kết nối nhanh chóng tới nhiều tuyến đường huyết mạch như đường Phạm Văn Đồng, đường Võ Chí Công chạy thẳng lên sân bay Nội Bài. Cùng với đó, thời gian dành cho những thủ tục hành chính sẽ được rút ngắn đáng kể khi nhiều bộ, sở ngành đều tập trung tại đây và công nghệ mới được áp dụng cho những cơ sở hành chính mới. Hơn thế, đời sống của cư dân cũng được đảm bảo với nhiều sự lựa chọn về tiện ích xung quanh dự án với các cơ sở giáo dục Công trình văn hóa, khu vui chơi giải trí, bệnh viện, như công viên nghĩa đồ, bảo tàng dân tộc học, bảo tàng thiên nhiên Việt Nam, các trường trung học, đại học lớn, góp phần hình thành môi trường làm việc và văn hóa cao cấp, là tiền đề hình thành một cộng đồng cư dân văn minh. Cùng với những lợi ích được thừa hưởng từ vị trí đắc địa kết hợp với môi trường sống tiện ích, đẳng cấp ngay chính tại đề Pale Louis như hệ thống tiện ích, bể bơi bốn mùa, phòng tập gym, spa đẳng cấp, cafe sky bar, nhà hàng cao cấp sẽ giúp những quý cư dân có không gian sống lý tưởng và thực sự đáng sống. Từ ngày mùng 8 tháng 6 năm 2019, Tập đoàn Tân Hoàng Minh chính thức mở cửa dự án để chào đón các chủ nhân tương lai tới trải nghiệm những dịch vụ tiện ích đẳng cấp 6, như gym, spa, sauna, nhà hàng, ngay tại chính tòa tháp. D. Palais Louis, kiến tác vượt thời gian. Địa chỉ: số 6, Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Hotline: 08 3333-6666 Website www.dpalaislouisvn